Cái này là bao nhiêu gốc chị Cúc? 1.350 gốc. 1.350 gốc. Cái này mà đưa xi vô một cái đẹp liền á. Làm đi chị Cúc, làm xong rồi cái mình các cái trạm dừng chân của chị đó. Mình đưa cái trái cây hữu cơ vào. Em sẽ làm cho chị trái bưởi nha. Chị lột ra đó, nó không giống bất kỳ trái bưởi nữa hết. Nó đỏ. Nó đỏ mà cái hột nó là cực nhỏ và cực ít. Đó mới là hữu cơ. Cái này chị đưa một gốc 1,5 lít thôi. 1,5 lít pha rồi á. Dạ. 5 lít xi và 200 lít nước. Cộng 1,5 lít amino vô xong 1,5 lít thôi chị. Dạ. Rồi xong chị mới phun lên. Cái cơi đọt đầu thì cũng có thể có sâu ve bùa. Sau đó 20 ngày là không còn nữa. Sầu riêng ở bên kia hả? Cơi đọt đầu là có. Cũng 1.350 cây, 50 cây, 14 hectare. Đẹp quá ha. Cái này là 4 hectare nè. 4 hectare hả chị? 4 hectare bưởi. Dạ. Còn ở bên kia là làm cái nổi tiếng liền á. Bên kia là 14 hectare sầu riêng. Đấy, em làm xong cái sầu riêng cho miền Tây. Bưởi này là được 8 tháng. Hấp hối hết trơn. Rồi em mới chuyển qua cây có muối. Miền Tây cũng phải làm cây có muối lại. Cái nền hữu cơ của chị Cúc tốt lắm. Làm bài bản ghi không? Mua bao bố tủ giữ ẩm. Cái nền này làm cái đẹp liền Hoàng ơi. Chị làm quá bài bản luôn rồi. Chị mua bao bố chứ tủ. Chị phải tủ chứ không. Dạ. Là không là nó mất chất. Nó dạ em hiểu đúng rồi chị. Tốt quá. Làm cái 20 ngày sau cập nhật. Cái nó khác liền cái gì. Nó phải đỏ, nó không lẫn lộn vào đâu được. Cái trái cây của Thuận Thiên cái bưởi nó không có lẫn lộn vào đâu được. Cái gì còn giả được chứ cái màu sắc là không giả được. Bây giờ là tí tới vườn bưởi còn chỉ có vườn sầu riêng đâu đây nữa hả? 14 hết. 14 hết bên kia được. Đi, 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 đi chị, đi chứ tối chị ơi. Tối nay em còn lên Đắk Nông nữa. Mai em cập nhật cái vườn sầu riêng cho chị coi. Của A Kiệp. Của dạ. Nông trường sầu riêng của Đắk Nông. Dạ. Không, bây giờ lên sáng là bây giờ tối nay là người ta lên tới Gia Nghĩa. Tới Gia Nghĩa rồi. Ở đây xong tối về. Dạ, đúng rồi chị.